Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 26 tháng 7. Thưa quý vị, hôm nay đồng bào cả nước đã xúc động đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đúng 13 giờ chiều nay, tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức quốc tang. Cùng thời điểm này, tại hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà Tổng Bí thư, thôn Đại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội cũng diễn ra lễ truy điệu. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang cho biết, để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong những ngày qua đã có gần 6.000 đoàn đại biểu với số lượng khoảng 200.000 người đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc, tôn giáo, các tổ chức cá nhân trong nước và 100 đại biểu quốc tế đến viếng đồng chí Tổng Bí thư tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và quê nhà. Gần 500.000 lượt người dân truy cập chia buồn qua sổ tang điện tử. Nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao các nước và bạn bè quốc tế gửi thư điện chia buồn cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Tổng Bí thư. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, quốc thiệu Việt Nam được cử hành để tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với niềm thương tiếc vô hạn, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban lễ tang đã đọc lời điếu truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Về kinh nghĩa, di sản, vĩnh biệt đồng chí, nhà lãnh đạo kết tinh phẩm giá, nhân cách của Đảng, hiện thân của hòa bình, thống nhất và tiến bộ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện một lòng thực hiện ước nguyện của đồng chí, khắc cốt ghi tâm lời căn dặn, nếu là người hãy là người cộng sản. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ đi trước, trong đó có đồng chí đã lựa chọn. Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đặt trang trọng trên đại xa gắn pháo kéo, được phủ quốc kỳ đỏ thắm và lòng cung kính theo nghi thức cao nhất. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu và đại diện gia đình đã dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xin kính thưa các bác, các chú, các cô, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể trung ương, địa phương và các quý vị đại biểu, bạn bè quốc tế. Kính thưa các ông bà, các bác, các cô chú, anh chị em, thân bằng cố hữu, bạn bè gần xa và đồng bào ta trong, ngoài nước. Bố chúng cháu, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể giáo sư, y bác sĩ đầu ngành và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Bố chúng cháu không còn nữa, mang đến nỗi đau sâu sắc đối với gia đình, nhất là mẹ cháu. Từ khi bố chúng cháu lâm bệnh đến tận những giây phút cuối cùng và trong suốt quá trình tổ chức tang lễ, gia đình luôn nhận được rất nhiều tình cảm động viên, chia sẻ chân thành, giúp đỡ tận tình của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị trung ương, địa phương, các ông bà, các bác, các cô chú, anh chị em, tình cảm của nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Mẹ cháu và toàn thể gia đình xin bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc, chân thành nhất. 13 giờ 30 phút, lễ di quan đồng chí Tổng Bí thư được tiến hành. Đông đảo người dân đứng tại khu vực nhà hát lớn chờ tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư. Trong âm hưởng ca khúc Hồn Tử Sĩ Trầm Buồn, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đội tiêu binh di chuyển khỏi lễ đài. Với niềm tiếc thương vô hạn, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cùng đại diện gia đình đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt tay
tay lên linh cữu, cùng tiến ra đại xa giữa sân nhà tang lễ. 13 giờ 46 phút, đại xa chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu lăn bánh rời nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông trong niềm tiếc thương vô hạn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến đồng chí Tổng Bí thư cùng đông đảo đại biểu nhân dân chậm rãi bước sau xe tang, bày tỏ niềm xúc động tiễn biệt đồng chí Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới, về nơi an nghỉ cuối cùng. Bên ngoài nhà tang lễ, người dân xếp hàng dài lặng nhìn tiễn đưa đại xa chở linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hướng về nghĩa trang Mai Dịch, nơi diễn ra lễ an táng đồng chí với niềm xúc động khôn nguôi. Trên dọc tuyến đường nơi đại xa chở linh cữu đồng chí Tổng Bí thư di chuyển qua hướng về nghĩa trang Mai Dịch, những dòng người dân tưởng chừng như kéo dài đến vô tận, đứng ở hai bên đường, tay cầm cờ rủ, hô vang tên gọi của đồng chí Tổng Bí thư trong niềm tiếc thương vô hạn. Những tấm ảnh của đồng chí Tổng Bí thư được người dân giơ lên cao trong nỗi nghẹn ngào. Người dân không kìm được nỗi buồn đau vô hạn, khóc nức lên, hô vang bác Nguyễn Phú Trọng muôn năm. Trong những quyết định có tính 14 giờ 55 phút, đội nghi lễ quân đội tiến hành chuyển linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ đại xa và khu vực an táng tại nghĩa trang Mai Dịch. Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện gia đình, phu nhân Ngô Thị Mận đã cùng có mặt tại đây tiễn biệt Tổng Bí thư. Gần 60 năm hoạt động cách mạng phong phú, bền bỉ, giáo sư tiến sĩ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với trí tuệ uyên bác, sắc sảo đã để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta hệ thống tư tưởng và lý luận quý giá về con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. Kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhà tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, ngọn cờ lý luận của đảng, đã làm sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về vai trò của đảng, về vai trò của đảng Cộng sản, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Di sản vô giá đó đã củng cố niềm tin mãnh liệt về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của phong trào cộng sản trên thế giới, phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay. Với tầm nhìn chiến lược về tình hình quốc tế trong thế giới đương đại, với những nỗ lực không ngừng góp phần duy trì, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, đồng chí mở ra chương mới trong quan hệ giữa nước ta với đối tác quốc tế, thúc đẩy tình hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia, tăng cường sự đóng góp của Việt Nam bằng nhiều cam kết, hành động thiết thực, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa đất nước ta tiến lên mạnh mẽ. Mãnh liệt truyền cảm hứng, lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta bằng trí tuệ, tinh thần nhân văn, nhân ái cao cả, bằng ý chí, quyết tâm mạnh mẽ, bằng nhân cách và danh dự người chiến sĩ cộng sản, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Với tâm niệm, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Nhà lãnh đạo kiên trung Nguyễn Phú Trọng không ngừng xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước ta, dân tộc ta, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị chiếm vị trí đặc biệt quan trọng đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đi sâu làm rõ về bản chất của đảng, về xây dựng đảng cầm quyền từ thực tiễn đổi mới ở Việt Nam. Từ đó, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành Trung ương hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương chiến lược về xây dựng, chỉnh đốn đảng, kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, tiêu cực trong đảng. Đây là cuộc chiến chống giặc nội xâm vô cùng gian nan, vất vả, làm cho đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, khẳng định vai trò tiên phong, bản lĩnh, trí tuệ, để đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, lần đầu tiên đảng ta ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí luôn trăn trở, đau đáu với vấn đề xây dựng cơ quan lập pháp thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, thực sự dân chủ và đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và phát triển mạnh mẽ đất nước. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, ý thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn. Nhà văn hóa lớn Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều tâm huyết và có cống hiến đặc biệt quan trọng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, sau hơn 70 năm, đảng ta đã tổ chức hội nghị toàn quốc về văn hóa, mốc son gắn kết tư tưởng và hành động của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, phát huy mạnh mẽ vai trò của văn hóa, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Với nhãn quan chính trị sâu sắc, nhạy bén, đồng chí đã nâng tầm tư duy chiến lược, tạo bước phát triển mới cho nền quốc phòng, an ninh và đối ngoại Việt Nam. Đó là tư tưởng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, luôn chú trọng xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, tinh gọn, mạnh, thật sự trong sạch, vững mạnh. Quân đội, công an đoàn kết gắn bó như hai cánh của một con chim, như thanh kiếm và lá chắn, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Phát huy vai trò tiên phong của nền ngoại giao toàn diện, hình thành và lãnh đạo thực hiện hiệu quả nghệ thuật ngoại giao thời đại mới, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam trên cơ sở cốt cách con người Việt Nam. Dĩ bất biến, ứng vạn biến, hòa hiếu, lấy chí nhân thay cường bạo. Dưới sự dẫn dắt của đồng chí, Việt Nam trở thành đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trên trường quốc tế, không ngừng hội nhập sâu rộng, toàn diện vào nền chính trị quốc tế, nền kinh tế thế giới và nền văn minh nhân loại. Xuyên suốt trong tư tưởng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhân dân, là con người, là hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa và không ngừng củng cố đại đoàn kết thống nhất. Trước hết là đoàn kết thống nhất trong đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế trong sáng. Đồng chí luôn quyết tâm hoạch định và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, chính sách hợp lòng dân, kiên định lập trường, quan điểm và thực hành dân là gốc, nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới. Nhà Cộng sản chân chính, chí tình, chí nghĩa, luôn tâm niệm và yêu cầu toàn đảng, toàn hệ thống chính trị phải có trách nhiệm cao nhất với dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
liên hệ chặt chẽ với nhân dân là quy luật tồn tại, phát triển và hoạt động của đảng, là nhân tố quyết định tạo ra sức mạnh của đảng. Trọn cuộc đời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trọn cuộc đời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta, cách mạng của đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại khó khăn, mang hết tinh thần trách nhiệm nhiệt huyết cách mạng, làm việc đến hơi thở cuối cùng, tận tâm, tận lực, tận hiến cho đảng, cho nước, cho dân, khẳng định một nhân cách lớn, sống trọn đời vì nước, vì đảng, vì dân. Đồng chí thực sự là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực, sáng ngời về bản lĩnh, đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư, lối sống giản dị, liêm khiết, chân thành, phong cách làm việc dân chủ, tận tụy, khoa học, sâu sát, quyết liệt, dứt quán giữa nói và làm, tôn trọng và yêu thương con người, rất đỗi gần gũi với nhân dân, thực sự là hạt nhân quy tụ đoàn kết, thống nhất trí tuệ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, được cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài kính trọng, tin tưởng và tự hào, được bạn bè quốc tế trân trọng, đánh giá cao. Ghi nhận những công lao, cống hiến đặc biệt xuất sắc của đồng chí, đảng, nhà nước đã trân trọng trao tặng quân chương sao vàng, phần thưởng cao quý nhất. Nhưng hơn hết, đồng chí mãi mãi thuộc về Tổ quốc và nhân dân. Về nơi an nghỉ. Hàng ngàn người dân ở khắp mọi miền của Tổ quốc đã đổi nắng, tập trung ở khu vực trước cổng Nghĩa Trang Mai Dịch để chờ tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người con yêu quý của dân tộc Việt Nam, người đã dành trọn cuộc đời, tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho đảng, cho nhân dân. Có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc, cho phong trào cộng sản quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Đúng 15 giờ chiều nay, lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. Dự lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Cùng dự lễ an táng còn có các lãnh đạo đảng, nhà nước, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, đại diện các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, các lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân và đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế. Sau khi đội tiêu binh thực hiện nghi lễ hạ quyệt, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí, đồng bào, bạn bè quốc tế và gia đình đã thả hoa tiễn đưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong niềm tiếc thương sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí, đồng bào, bạn bè quốc tế và gia đình dành một phút mặc niệm vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta. Trong niềm tiếc thương khôn nguôi, thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban tổ chức lễ tang, chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí đại biểu khách quý và đồng bào, đồng chí cả nước, các đơn vị lực lượng vũ trang, các nhân sĩ, trí thức, chức sắc, tôn giáo, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế đã đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn, dự lễ truy điệu, lễ an táng và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
về nơi an nghỉ cuối cùng. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí, đồng bào, bạn bè quốc tế và gia đình đã đi vòng quanh mộ vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên Cộng sản kiên trung có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Thưa quý vị và các bạn, trước lễ truy điệu và lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rất nhiều hình ảnh xúc động đã được ghi lại tại lễ viếng Tổng Bí thư ở cả ba điểm: Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Mời quý vị cùng nhìn lại những tình cảm sâu sắc, lòng kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư qua những bức ảnh được ghi lại tại ba điểm cầu diễn ra lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vậy là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người Cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo lỗi lạc của đất nước Việt Nam, đã về giới cõi người hiền. Thế nhưng, những di sản mà người để lại sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng nước nhà, là bài học truyền đời cho thế hệ tương lai. Và hình ảnh về một Tổng Bí thư tài đức, liêm khiết, với lối sống bình dị, gần dân, sẽ còn sống mãi trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Trong đó có người dân đất Sen Hồng, Đồng Tháp. Buổi lễ truy điệu đầy xúc động, tiếc thương trong giây phút tiễn biệt nhà lãnh đạo đáng kính. Phía trước màn hình, hàng triệu người dân theo dõi buổi trực tiếp như ông Quỳnh Văn Nhơn cũng chung niềm tâm trạng. Đối cá nhân tôi cũng như là người dân ở phường An Lộc thì chúng tôi hết sức là đau đớn, xót xa, thương yêu về tính gần gũi của Bác Trọng. Cùng theo dõi trực tiếp lễ truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chiều nay, nhiều đảng viên và nhân dân tại khóm 4, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự cũng nghẹn ngào trước giờ đưa tiễn một nhân cách lớn của dân tộc. Tôi và gia đình tôi rất là cảm xúc, là rất là thương tiếc Bác Nguyễn Phú Trọng. Là gì? Bác Nguyễn Phú Trọng là một người đạo đức, rất là đạo đức cách mạng, rất là mẫu mực, đưa đất nước chúng ta ổn định là về mặt là chính trị và phát triển là về mặt là kinh tế, văn hóa, xã hội. Bản thân tôi thì rất ấn tượng đối với Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bác đã thành lập được cái ban phòng chống tham nhũng, ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Trung ương. Từ đó Bác lãnh đạo chỉ đạo là thực hiện rất là nghiêm túc, là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Từ đó nhân dân cả nước rất đồng tình ủng hộ. Với vai trò là bí thư chi bộ thì tôi sẽ quán triệt triển khai cho cán bộ đảng viên trong chi bộ
là về cái công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng trong chi bộ, thật sự là hạt nhân lãnh đạo chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Cháu là Ngô Văn Quý, đoàn viên thanh niên phường 3 Sa Đéc, Đồng Tháp, vô cùng thương tiếc bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là những dòng mở đầu lời chia sẻ của anh Ngô Văn Quý ghi trong sổ tang điện tử trên ứng dụng VNEID để tưởng nhớ người lãnh đạo tài trí của lòng dân. Những câu từ của em viết lên là đó là thể hiện lòng thành kính của em dành cho bác, lòng biết ơn, và đó là động lực để em cố gắng làm sao phát triển bản thân mình tốt và hoàn thiện hơn nữa để xứng đáng là một đoàn viên thanh niên thế hệ trẻ hiện nay. Hướng về lễ quốc tang, rất nhiều đoàn viên thanh niên và người dân Đồng Tháp đã gửi gắm những tình cảm, sự tri ân đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng những lời chia sẻ xúc động qua sổ tang điện tử trên ứng dụng này. Đối với cái việc triển khai sổ tang điện tử trên cái ứng dụng VNID hiện nay thì đoàn phường cũng nhận được sự hướng dẫn cũng như là được tiến hành để triển khai đối với các lực lượng đoàn viên thanh niên của địa phương mình, tiếp tục nhân rộng ra các đồng chí là các bí thư, phó bí thư của các khóm ấp để cùng nhau gửi đến cái lời tiễn biệt cũng như những lời kính trọng đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vĩnh biệt Tổng Bí thư, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất, tận hiến vì dân, vì nước đã an nghỉ. Nhưng người sẽ còn sống mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, biến nỗi tiếc thương thành hành động. Những giá trị về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi là tấm gương mẫu mực cho các thế hệ noi theo. Vậy là người con ưu tú của Đảng và đất nước ta đã đi xa, nhưng những bài học quý báu mà ông để lại, những tình cảm tiếc thương được bày tỏ, những nỗi buồn cũng đã được bạn bè thế giới sẻ chia trong niềm tiếc thương vô hạn. Chúng tôi tin rằng những tình cảm đó sẽ được biến thành sức mạnh to lớn, kế thừa và tiếp nối những bài học mà Tổng Bí thư đã để lại, để cùng nhau đồng lòng tiếp bước cùng xây dựng dân giàu, nước mạnh, ấm no hạnh phúc như những kỳ vọng đã được trao gửi lại. Thưa quý vị, phần còn lại của chương trình thời sự tối nay sẽ được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, chủ trì hội nghị toàn tỉnh sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm diễn ra vào sáng nay, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung thực hiện các giải pháp, quyết tâm là phải kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện tốt chỉ thị của Ban Bí thư và chương trình hành động của tỉnh về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, khuyến khích từng địa phương lắp đặt camera trên các tuyến đường. Lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên mở những đợt cao điểm kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, nhất là tuyến quốc lộ 30. Xử lý nghiêm lái xe vi phạm về nồng độ cồn theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, cùng các hành vi khác như không có giấy phép lái xe, sử dụng bằng lái không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh công tác đảm bảo an toàn giao thông phải được thực hiện quyết liệt, nghiêm túc. Bởi nửa đầu năm qua, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 146 vụ, làm chết 112 người, bị thương 62 người. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ và số người chết đã tăng 6%. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Minh Tuấn chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo Chăm sóc và Bảo vệ Sức khỏe Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Minh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chăm sóc và Bảo vệ Sức khỏe Nhân dân tỉnh, đánh giá cao kết quả đạt được, trong đó nổi bật là kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh truyền nhiễm, chú trọng triển khai kỹ thuật mới trong điều trị cho bệnh nhân. 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khẩn trương triển khai đề án chuyển đổi số y tế, bổ sung thiết bị chuyên môn tại các cơ sở y tế, tháo gỡ khó khăn trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế. Theo Sở Y tế, qua 6 tháng đầu năm,
Hiện tỉnh có tỷ lệ dân cư tham gia bảo hiểm y tế là trên 92%. Các đơn vị sự nghiệp, cơ sở khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong giao tiếp với người dân và áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt hoặc thanh toán bằng thiết bị di động đạt 165 trên 165 cơ sở, chiếm 100%. Sáng nay, ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có buổi tiếp và làm việc với công ty cổ phần chăn nuôi CB Việt Nam về nội dung phát triển chương trình OCOP tại Đồng Tháp. Đại diện tập đoàn CB Thái Lan đánh giá cao việc phát triển mỗi xã một sản phẩm OCOP của huyện Tam Nông và Đồng Tháp thông qua chuyến khảo sát thực tế tại Tam Nông và vườn quốc gia Tràm Chim, qua đó chia sẻ về tư duy phát triển nông thôn trong cộng đồng của OCOP Thái Lan, tức chương trình Một Làng, Một Sản Phẩm của Thái Lan, và định hướng xây dựng thí điểm mô hình OCOP Tam Nông dựa trên chương trình OCOP Thái Lan, hướng tới việc phát triển OCOP bền vững, tạo nên điểm du lịch hấp dẫn cho vườn quốc gia Tràm Chim. Ông Nguyễn Phước Thiện mong muốn công ty CB tiếp tục hỗ trợ Đồng Tháp tài liệu liên quan đến phát triển cộng đồng về nông nghiệp và du lịch, cũng như hỗ trợ thành lập nhóm thực hiện quản lý cộng đồng từ kinh nghiệm của tỉnh Saraburi, Thái Lan. Qua đó, chỉ đạo các sở ngành phối hợp chặt chẽ cùng công ty để xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực để thực hiện các mô hình phát triển cộng đồng tại Đồng Tháp. Sáng nay 26 tháng 7, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp phối hợp trường trung cấp nghề và đào tạo cán bộ Hợp tác xã miền Nam thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức khai giảng lớp sơ cấp Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp dành cho cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có gần 50 học viên trúng tuyển vào lớp sơ cấp Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp lần này. Các học viên sẽ được giảng viên đến từ trường trung cấp nghề và đào tạo cán bộ Hợp tác xã miền Nam trang bị kiến thức thuộc nhiều môn học, lĩnh vực hữu ích, sát sườn với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã. Các nội dung này bao gồm quản trị marketing trong hợp tác xã nông nghiệp, quản trị dịch vụ và sản xuất trong hợp tác xã, quản trị nhân sự và tài chính, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ. Chương trình cũng có các bài học giới thiệu về các mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kỹ năng quản lý hợp tác xã nông nghiệp, đàm phán ký kết hợp đồng của giám đốc và việc phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP trong hợp tác xã nông nghiệp. Vào lúc 13 giờ ngày 25 tháng 7, tại khu vực bờ sông Tiền thuộc ấp An Quà, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra sạt lở đất. Diện tích sạt lở khoảng 3.000 m2, chủ yếu là đất vườn của 3 hộ dân, chiều dài khoảng 50 m, sâu vào đất liền khoảng 60 m. Dù sạt lở đã nhấn chìm hơn 30 cây dừa đang cho trái và hàng chục cây chanh, một lồng bè nuôi cá điêu hồng bị ảnh hưởng, ước tổng thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Trước tình hình này, lãnh đạo huyện Châu Thành cùng các ngành chuyên môn huyện đã đến hiện trường nắm tình hình và chỉ đạo khắc phục. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp cũng đến hiện trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, thăm dò lòng sông khu vực sạt lở để tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục. Hiện vành đai sạt lở được ghi nhận là khoảng 200 m, sâu vào đất liền 60 m. Nguy cơ sạt lở vẫn còn tiếp tục diễn ra do khu vực này nước xoáy rất mạnh. Ủy ban Nhân dân xã An Hiệp đã cử lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, cấm biển cảnh báo khu vực sạt lở, nghiêm cấm người dân vào khu vực này cũng như ghe xuồng neo đậu, đánh bắt thủy sản. Vận động các hộ nuôi cá lồng bè khu vực này nhanh chóng di dời đến nơi an toàn, tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra do sạt lở. Nằm trong vành đai sạt lở này, hiện có trên 40 lồng bè cá điêu hồng của người dân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.